Tác giả sách Sáng Thế xác định mối tương quan của Abraham với Thiên Chúa bằng một lời xác quyết. Abraham tin Đức Chúa và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Tin Đức Chúa tức là đặt niềm tin vào Đức Chúa, là dựa vào Đức Chúa. Ở đây có nghĩa là Abraham đặt niềm tin hoàn toàn vào Thiên Chúa của ông. Kể cả khi phàn nàn với Thiên Chúa thì Abraham vẫn đã cho thấy cái sự tin cậy lớn lao của ông với Chúa. Thay vì giữ lại trong lòng mình sự thất vọng cay đắng về việc Thiên Chúa rõ ràng thất bại, không giữ lời hứa của Ngài, thì Abraham đã đau khổ lên tiếng khi Thiên Chúa đến với ông. Do đó, ông đã ngăn chặn sự thất vọng cay đắng làm xói mòn đức tin của mình nơi Thiên Chúa, nhất là ở trong cái bối cảnh lời hứa về một người con trai khi ông đã rất cao niên. Và kết quả là Thiên Chúa kể Abraham là người công chính, tức là Thiên Chúa tuyên bố rằng đức tin của Abraham là nền tảng cho việc ông có quyền đứng thẳng và ngẩng cao đầu trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa tuyên bố rằng Abraham có cái đặc quyền đó là dựa trên cơ sở đức tin của ông, chứ không dựa trên những hành động tốt lành ngay chính mà ông thực hiện. Và do đó, Abraham trở thành hình mẫu của tất cả những người thờ phượng Thiên Chúa bằng đức tin. Sự táo bạo trong đức tin của Abraham đã nổi bật lên giữa một tình cảnh ảm đạm của cuộc đời ông, khi ông đã rất già mà chưa có con nối dõi, dù Thiên Chúa đã hứa ban cho ông người con đó. Ông quả thực có phàn nàn với Đức Chúa về điều đó, và những lời phàn nàn đó cho thấy rằng một người có đức tin đôi khi vẫn cảm thấy thất vọng, và là thất vọng rất sâu sắc. Tuy nhiên, điều đáng nói là Abraham đã không ngại bày tỏ cái cảm giác thất vọng đó của mình với chính Thiên Chúa. Và rồi, khi nghe câu trả lời của Đức Chúa, Abraham sẽ phải quyết định có nên tiếp tục tin hay không. Và đức tin như thế tiếp tục khiến ông bị thử thách. Ngày nay cũng vậy, Thiên Chúa thường yêu cầu một người duy trì đức tin khi đối mặt với những hoàn cảnh mà trong đó niềm tin có vẻ là vô lý. Đó là kinh nghiệm của Abraham và của nhiều người chúng ta. Thiên Chúa muốn Abraham tin vào lời hứa có vẻ rất viển vông của Ngài, bất chấp những bất ổn khiến cho lời hứa đó hầu như không thể thực hiện được. Có thể Ngài cũng đang mời gọi chúng ta như thế, ngay trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta hôm nay, ngay trong hoàn cảnh của đại dịch Covid này. Và nếu chúng ta vững tin vào Thiên Chúa, cậy dựa vào Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ kể chúng ta là công chính, cho phép chúng ta có thể đứng thẳng và ngẩng cao đầu trước sự hiện diện của Người.